anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miệng sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai. Nói tới nói lui á, cuối cùng là bà chỉ lo quyền lợi của bà thôi đó. 20 năm nay, tôi có tệ bạc với bà chỗ nào không? Bà là chủ căn nhà này nè. Thấy không? Bà nói gì tôi cũng đâu dám cãi. Tiền bạc mà nắm giữ hết trong tay. Vậy mà còn sợ, sợ cái gì? Tiền bạc á là bao nhiêu? Tài sản mới là quan trọng. Căn nhà này nè, hai cái tiệm nữa. Phải là vợ hợp pháp em mới được chia. Bà ký đồ gì mà tính chuyện phân chia tài sản? Tại vì... em thấy không có an toàn. Nhìn bạn bè ly dị, em thấy lo quá. Mà em chỉ lo cho thằng Tính. Nó như vậy, không có tiền sống sao nổi. Chuyện đáng lo là bà phải dạy cho nó cách kiếm tiền, chứ không phải là kiếm tiền về cho nó xài. Bà hiểu chưa? Rốt cuộc, vợ ông có làm hôn thú với tôi không? Tôi không có rảnh. Tôi biết rồi, ông có âm mưu mà. Muốn ôm hết một mình hả? Không làm hôn thú thì phải ký hợp đồng với tôi. Nếu ly dị, phải chia cho tôi nửa cái nhà này, một cái tiệm nữa. Trời ơi! Vô tiệm này đi. Lựa cho ông đi thứ gì mà con thích nhất á. Cái đó hả? Nhìn nó đơn giản quá nghe. Cô cho tôi cái đó. Dạ. Cái này hả? Con cũng có con mắt tình đời đó nghe. Bao nhiêu tiền? Gói lại cho tôi đi. Dạ, 4,5 triệu. Dạ, cho con gửi. Cảm ơn. Dạ.
Muốn dẫn ông đi chơi hả? Thôi, để ông về, tại vì ông có hẹn với con bé Quỳnh. Vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh Huy, em có làm phiền anh không? À không, Quỳnh hả? Dạ. Cái gì vậy em? Em mới thâu được hai cái cuộn băng cassette chuyện cổ tích Việt Nam. Anh mang cho mấy đứa nhỏ đi. Quỳnh nè, anh cảm ơn em. Lại là cảm ơn. Em không thích anh cảm ơn. Vậy em thích gì? Em thích á, tối nay anh đưa em đến phòng trà chỗ anh làm việc đi. Anh không thể. Anh biết ngay mà. Anh không thể từ chối. Hôm nay anh Huy cũng biết giỡn rồi ha. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một chiều không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tinh tú trời cao thành vương miệng san, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý. Ông chịu giao cho tôi hết, ra đi mình không. Trời ơi, vậy là ông mê con kia dữ thần vậy hả? Thì cũng tại tôi. Tại bà làm sao? Tôi không lo cho gia đình, suốt ngày cứ đi theo rình ổng. Tôi ghen bóng ghen gió, tôi lục quần lục bóp, kiểm tra điện thoại ổng, theo dõi ổng hàng ngày. Vậy mà bà để ông phát hiện hả? Không có bằng chứng mà ổng còn hâm tôi nữa đó. Ổng nói bà mà còn nghi tôi có nhân tình thì tôi cho bà khỏi nghi luôn đó. Nhưng bà có lỗi gì? Có chồng thì mình phải giữ chồng chứ. Mà tới khi nào bà mới phát hiện ông lén phén vậy? Tôi nghi là có cơ sở. Để tôi cho bà vài kinh nghiệm, để bà về bà canh chồng nha. Ừ, đúng rồi, chồng tôi thiệt thà, ông dễ bị dụ lắm. Sao? Thứ nhất, tự dưng thấy ông ăn mặc chảy chuốt, còn sức nước qua nữa chứ. Tạo mùi hương quyến rũ, để cho con kia nó mê chứ gì. Thứ nhì, bỗng nhiên tốt với mình, nói năng dịu dàng, còn tặng quà cáp đủ thứ. Ừ, quen thói như vậy với tình nhân rồi. Thứ ba, mỗi lần nghe điện thoại là chui vô toilet, hoặc trốn một góc nào đó, sợ bị phát hiện chứ gì. Thứ tư, nhìn chướng mắt nhất là cứ hay hát du dơ. Thiệt nghe mà ứa gan à.
cuối cùng á là không thèm đụng tới mình. Nói tới á thì gạt đi, mỗi lần muốn âu yếm là gạt ra, thang mệt. Thì bị con hồ ly tinh á rút cạn hết sức lực rồi, khỏe gì mà nổi. Vợ chồng tôi á không còn cách cứu vãn nữa rồi, vợ chồng bà ráng dữ đó. Tại vì á lúc đó nghe lời bà Mai, đừng có đánh ghen á, thì ổng đâu có cương quyết dứt áo ra đi như vậy. Ổng nói á, chén nước đổ đi rồi, hốt lại được không? Tại ông muốn bỏ vợ, thiếu gì cớ để mà nói. Ông lựa hoài mà không biết lựa bộ nào. Con lựa giùm ông một bộ đi. Lựa giùm ông một bộ, ông tin vô con mắt thẩm mỹ của con. Lựa đồ đẹp để đi gặp bà cụ, đúng không? Ông phải vui khỏe, yêu đời, để động viên bà không được buồn phiền và chán nản. Được rồi, con sẽ lựa cho một bộ thiệt là đẹp. Cái này được không? Tôi hù. Tối hả? Sáng sáng hơn chút nữa đi. Ông muốn mình đẹp rạng người và chói lóa. Cái này. Trời, cái này để ngủ thôi. Tới thăm chứ đâu phải tới ngủ. Con quên. Thôi tối hù. Vậy còn cái này? Cũng vậy. Được ha. Ít nhất cũng phải bảnh bao như vậy. Đẹp trai mà. Thích quá. Dạ. Còn ướm nha. Theo con mắt của con, bộ này được phải không? Đó. Phong, ông ngoại thân với cô ta, nhưng ông ngoại thương mình. Ngày mai là sinh nhật mình, ông ngoại đã mua sẵn quà tặng. Ly ơi. Ly. À, anh có chuyện này muốn nhờ em. Anh muốn nhờ em cho anh ý kiến. Anh muốn mua một món quà. Thứ gì mà nữ thích? Anh. Hả? Mình đi đi anh. Em á, em tính để cho ngoại ở nhà bà cụ, còn em với anh đi chơi ha. Ừ, em đi anh đi đâu thì anh đi đó. Mình đi. À, Ly nè. Anh lẹ lên. Hôm nay bảo đảm em sẽ làm cho anh vui. Thank you.
Ba. Ủa, con chưa đi làm hả? Con đi rồi, nhưng mà thấy lòng không yên á, tính về hỏi ba nè. Để khi khác đi, bây giờ mày đi làm đi, ba cũng sắp đi ra ngoài. Không được, hỏi ngay bây giờ, con chịu hết nổi rồi. Cái gì mà rần rần vậy? Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Ba, ba có con rơi không? Mày có té đập đầu vô đâu không? Con hỏi vậy là có lý do mà. Hôm bữa con có kể với ba là con gặp cái cô giống vợ con đó. Đó, bữa nay con tìm tới nhà của cổ, theo cái địa chỉ của cổ đưa cho con đó. Thì con thấy đó là địa chỉ nhà của ba đó. Dừng lại đi. Dung. Có gì vậy? Lúc trước kẹt quá, tôi mượn bạn 4,6 triệu. Bây giờ tôi đưa bạn 5 triệu, thói lại cho tôi 400. Nè, bạn cho mình đổi thêm 1 triệu nữa đi. Ừ. Cái gì vậy? Từ từ. Tại mình có chuyện gấp mà. Nè, không thể nào. Ba làm ơn nhớ kỹ lại coi, có trải qua cuộc tình một đêm với cô nào không? Mày bậy quá. Cô ta là người ở đâu? Cổ ở nước ngoài về. Nước ngoài. Ba nghĩ đến một người. Hên quá, tự nhiên bữa nay mình có tiền xài. Đúng là số hên mà. Ủa, trời, tiền giả. Tiền đâu hết rồi? Ủa, đâu hết rồi? Hình như là ngoài trời đang mưa ngoại. Đúng rồi, chán thiệt, lần nào đi chơi trời cũng mưa hết. Không có sao đâu, ông cháu mình là những người ham vui mà.
dù có mưa vẫn cứ đi. Con kêu taxi lên một cái là ông cháu mình đi liền. Đúng rồi, con gọi taxi nha ngoại. Gia đình mình ba người vui vẻ quá mà. Sau bao nhiêu năm cô có thấy Đà Lạt thay đổi gì không? Thì tôi thấy Đà Lạt khác xưa rất nhiều. Cô à, tôi nghĩ tôi đã tìm được người thân của cô. Thật không? Như vậy thì hay quá. Đây là ước nguyện cuối cùng của ba tôi. Cô khoan mừng vội, để gặp người đó cái đã. Tay bà còn đau không? Ôi, cũng may là bị nứt xương thôi mà. Bác sĩ nói một tuần nữa là tháo băng. Đó, tôi hết còn treo lên rồi. Rồi hôm nay có đứa nào về làm phiền bà nữa không? Không có đứa nào về hết á. Chắc là tụi nó sợ hàng xóm dị nghị. Ôi, cái cô ở sát bên đây nè, cô đòi đi thưa công an. Tôi phải năn nỉ cổ hết lời cổ mới chịu thôi đó. Tụi nó con tôi mà, tụi nó có địa vị. Nó mà ra tới chính quyền thì còn mặt mũi nào nữa ông? Tụi nó còn gì nữa đâu mà xấu hổ với mặt mũi. Đâu ý xử với bà như vậy, bà còn bao che cho tụi nó làm gì? Tại tôi bạc phước, có tiền cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Tôi định bán nhà, xong rồi chia cho tụi nó. Rồi tôi vô viện dưỡng lão ở. Tuyệt đối bà không được cho tụi nó tội nguyện. Nếu không làm như vậy thì làm sao có được một ngày nào yên thân hả ông? Nếu mà tụi nó còn tới quấy rầy, bà cảnh cáo với tụi nó là bà sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Bà phải cho chúng một bài học. Ủa, thằng Tính đâu rồi? Nó bận công việc không có về. Thằng đó mà cũng có công chuyện để bận nữa hả? Thôi được rồi, cho tôi yên thân ăn bữa cơm đi. Mà làm cái gì mà bữa nay mặt bà quạo quọ như vậy? Nhăn nhó như vậy chắc chắn là bị thiệt hại về vật chất rồi. Bác đúng là người cõi trên, nhìn thấu hết mọi việc. Bữa nay tôi bị lừa, dù đã đề phòng rồi mà vẫn sập bẫy. Ủa, dì bị lừa sao? À, có phải chạy theo nhận làm bạn rồi mượn tiền phải không? Chạy theo nhận làm bạn thì có, nhưng mà không có mượn tiền. Nó nói là bạn làm chung công ty gì đó, tôi đâu có để ý đâu. Nó kêu tôi á tấp xe vô lề, nó trả tiền nó còn thiếu tôi. Ê, để tôi kể tiếp đằng sau nha. Nghe vậy bà khoái quá, bà tấp vô, rồi nó trả tiền cho bà, xong rồi cái nó xin đổ tiền. Rồi trong lúc lộn xộn mà đổ qua đổ lại cái về nhà mà mở cái bóp ra cái trong đó dây lộn không phải không? Sao ông biết hay vậy? Bộ ông cũng bị lừa rồi hả? Tôi đâu có tham như bà đâu mà tôi bị lừa. Mấy cái trò lừa đảo á chuyên đánh về tâm lý tham lam của con người. Còn cô nữa, nếu mà cô nghe nói trả tiền cho mình mà cô đừng có tham thì cô đâu có bị gạt. Đúng là mấy người đó ăn ở không, rồi nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gạt người. Có lần con cũng bị gạt. Họ nói lượm được vàng, cứ bám theo đòi chia với con. Cũng may con sợ quá bỏ chạy. Bởi vậy mình đừng có tham. Cái chuyện phải của mình, mình đừng có nghĩ tới thì bình an vô sự, thấy không? Đúng rồi, tôi tham đó. Cười đi,
Đáng đời tôi đó, cười đi, cười cho đã đi, cười đi. Nó kêu đó, tôi cười đó. Nó kêu cười đó, cười đi. Cười theo yêu cầu. Cười theo yêu cầu. Trời, giỡn chơi chút mà. Gì vậy? Gì? Thôi kệ bà đi bà. Kêu người ta cười rồi giận. Ai mà không tham? Chẳng qua là mấy người khéo giấu thôi. Anh ơi, điện thoại reo nè. Ôi, chờ chút. Alo. Tiếng này, chuyện gì? À. Nghe điện thoại mà cũng ra xa nghe nữa. Ủa, đây là một trong những triệu chứng mà ta. Rồi, tôi nhớ rồi. Bà coi gì vậy? Dạ, cô trẻ đẹp quá ha. Diễm à, làm gì vậy? Là anh hả? Tìm tôi có chuyện gì vậy? Tại sao em trốn anh hoài vậy Diễm? Trốn? Việc gì mà phải trốn? Chẳng qua là tôi không thích tụ tập phá phách và đua xe nữa mà thôi. Game over rồi tính à? Ông ta còn bao nhiêu bạn gái? Ông không yêu em thật lòng đâu. Thì tôi đối với ổng cũng đâu có thật lòng. Chẳng qua là bây giờ ổng đang đam mê mình. Mình tranh thủ kiếm được nhiêu thì kiếm. Em bỏ ổng ta đi, anh sắp có tiền rồi. Chừng nào có tiền á thì hãy tìm tôi nói chuyện. Tính à, giờ em thích đại gia chứ không có thèm chơi với con nít nữa đâu. Bye bye. Anh Quy. Quỳnh. Để em đưa anh về nha. Trời đất, anh đã nói là khỏi tới đón rồi mà. Có gì đâu.
cô ta hứa có tới chắc hay không? Dạ, có hứa mà. Có hẹn con chỗ này nè, mà sao giờ này chưa tới vậy ta? À, chào cô. Xin lỗi anh, tôi đã tới trễ. Dạ, không sao, mời cô ngồi. Bác Trung, bác đúng là bác hai rồi. Cô ngồi xuống đi. Cuối cùng con cũng tìm được bác. Thì ra chú Nam mất đã 2 năm rồi hả? Dạ. Tại sao ba con mất? Dạ, ba con bị nhồi máu cơ tim. Những ngày cuối ba hay than thở là ba đã phạm sai lầm, nhưng giờ hối hận thì đã quá muộn. À, ba con có dặn là khi nào về Việt Nam thì phải đưa lá thư này cho bác. Công việc làm ăn quá bận bịu nên đến bây giờ con mới thu xếp về được. Chắc là nhờ ba con lên thiên nên mới xui khiến con gặp anh Tiến. Nếu không thì làm sao con hoàn thành được ước nguyện của ba? Hèn gì lúc cầm địa chỉ cô cho tôi hơi ngờ ngợ. Tìm tới nơi thì đúng là địa chỉ cũ của ba tôi. Tôi đoán ngay là có mối liên hệ gì đó rồi. Tại sao cô lại giống vợ tôi như vậy? Mấy mươi năm cha con nó giận bác, nó không có thèm liên lạc. Bác chỉ biết tin nó qua người quen. Nhưng mà khi người quen chuyển qua Pháp sinh sống, lúc đó bác bạc tin luôn. Mà con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ con 36. 36. 36. Vậy là qua Mỹ mấy năm nó mới lấy vợ. Dạ. Rồi 2 năm sau nó mới sinh con. Sinh ra đứa con gái thiệt mặt mũi y như con Thảo, con gái của bác. Dạ, con được anh Tiến cho coi hình, đúng là quá giống. Nhìn con á, bác nhớ con Thảo con của bác quá. Thì cháu cũng như con, cô Trúc cũng như cô Thảo. Nếu bác không ngại thì con coi bác như cha. Cha mày, tao mừng không hết, ở đó mà ngại. Sao con á, chồng con sao rồi? Dạ, con vẫn ở một mình. Đẹp như vậy á mà từng tuổi này vẫn ở một mình, chắc là tại do cô kén quá chứ gì. Dạ, không phải. Cuộc sống bên đó thì cũng không dễ dàng. Ba má con thì thay nhau bệnh nằm một chỗ, vừa đi làm, vừa phải chăm sóc cha mẹ, lại còn phải giúp em con học đại học nữa, nên đâu có thời gian đâu mà để nghĩ đến chuyện khác. Giờ rảnh rang thì đã quá lứa rồi. Mới có 36 tuổi mà quá lứa cái gì? Nhìn nó còn đẹp dữ lắm phải không Tiến? Dạ đúng rồi ba. Anh sao vậy?
Anh chán lắm. Ai cũng khinh thường anh vì anh làm không ra tiền. Tiền không đem lại sự tôn trọng, anh phải cố gắng phấn đấu. Anh chỉ muốn đi xa. Em có thể giúp anh không? Con làm gì vậy Quỳnh? Chiều nay á, dì nhớ nói thức ăn này là do con nấu nghe chưa? Rõ ràng là mua về mà. Thì tại con không biết nấu nên phải mua. Nói dối vậy để anh Quỳ không chê con dở hơn nhỏ Ly. Thì được rồi, nhưng mà tự nhiên mày đặt mua về mời mọi người ăn chi vậy? Sinh nhật con mà. Ủa vậy hả? Chà, bữa nay sao đồ ăn ngon quá vậy con? Trời ơi, heo bò. Ồ, heo bò đủ hết ha. Hải sản nhiều quá, có chim, chim bồ câu nữa. Dạ, hôm nay con tự tay làm mấy món này để mời cả nhà mừng sinh nhật của con. Nếu mà dở mọi người đừng chê nha. Con cặm cụi cả buổi chiều ở trong bếp, ai mà nỡ lòng nào chê con chứ. Quỳnh nấu đó hả em? Dạ. Trời, nhìn giống y mua nhà hàng vậy. Quỳnh nè. Dạ. Anh nghe mùi thơm rất là hấp dẫn. Hình thức đẹp, hương vị đậm đà. Nếu mà ngon miệng nữa nghe, là ông đầu tư cho con mở nhà hàng. Nghe ông nói vậy con hồi hộp quá à. Thôi xin mời cả nhà. Cầm đũa đi ạ. À. Khoan, mừng sinh nhật là phải tặng quà chứ. Dạ. Đúng rồi đó ngoại. quên. Đây, có món quà nhỏ mừng sinh nhật của con. Nói chung là happy birthday. Con thích không? Chúc con ngày này năm sau á sẽ có một người đẹp trai cùng ăn mừng với con. Cảm ơn ngoại rất nhiều. Quỳnh, anh cũng có một món quà tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Em rất vui vẻ và hạnh phúc. Dương không biết cho nên không có chuẩn bị quà. Dạ, con cũng vậy á. Ủa mà tại sao chỉ có ông ngoại và anh Huy biết vậy? Vì Dượng thương con, cho con ở đây là món quà quý nhất rồi. Hôm bữa ngoại có hỏi em nên mới biết. Vậy sao? Khó hiểu quá à. Người bên cạnh bao lâu á thì cố tình quên, còn kẻ mới gặp thì quan tâm đặc biệt. Tính. Con nói cái gì vậy? Không ai hiểu gì hết trơn à? Có người hiểu, tại má không biết thôi. Ông ngoại và anh Huy nhờ mình chọn quà mua quà là để tặng Quỳnh. Vậy mà mình cứ tưởng đúng là ngu ngốc. Mở quà đi con. Em mơ thấy chiếc vòng này lâu lắm rồi đó. Công nhận nha, anh Huy cũng hiểu ý con gái ghê ha.
Ly, đeo giùm Quỳnh đi. Ly. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên Ly làm cái gì kỳ quá vậy? Trần gian thế, tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu. Nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhẹ nhàng sầu.